Xin chào thể các bác và các anh em. Em lại mang chiếc băng số của Gia Nam Định gửi đến cho căn chỉnh là chiếc băng số ABK9825A+ ra phòng khách để mà thử về cái độ vang dội cũng như là thử về cái chất nhạc xem nó có ổn hay không. Thì chú này thì cũng đã nhờ thợ đến để căn chỉnh. Thế rồi là chú này cũng áp dụng cái phương pháp mà em đã hướng dẫn rất nhiều các video về dòng DB hay là AB. Thì cũng thấy là ổn hơn trước. Nhưng mà gửi cho em thì em sẽ làm hoàn chỉnh hơn. Gửi cho em thì em sẽ làm hoàn chỉnh hơn. Thế cho nên rằng là nó rất là khó khi các bác anh em tự mình căn chỉnh. Thì về chế độ thì em làm cho chú em này đến 10 chế độ này. 10 chế độ. Thì bây giờ em sẽ hát thử một cái chế độ đầu tiên nhá. Chế độ đầu tiên mà hát thì cũng vu vơ ở trên YouTube thôi. Vớ bài nào hát bài đấy thôi, không chọn bài tủ đâu. Em thì cũng biết nhiều bài hát ấy, giọng hát không hay thôi. Nhưng mà kinh doanh nhiều năm rồi, nghe nhiều rồi cũng hát được nhiều bài nhưng nó không hay thôi. Đừng quên, đừng tan mà đừng nguôi.
em nghĩ rằng là chuyên Nam Định này ấy, sau khi mà nhận lại chiếc vang em căn chỉnh với 10 chế độ này thì chắc chắn rằng là sẽ khá hài lòng, ý với lại chế độ mềm nặng.